vụ, đi những bước tiên phong, có sai, có đúng, nhưng để tiếp nối, để gửi gắm, và cái sứ mạng nó sẽ gánh vác trên vai các bạn. Ngày hôm nay, tôi muốn được kể cái câu chuyện của một cái sản phẩm mà tham gia cùng với cái dự án này, tôi mới hiểu ra nhiều lẽ. Trong cái cuộc sống bộn bề, trong cái thời đại AI 4.0, tất cả chúng ta đều hết sức nhanh nhẹn, vội vã, quyết liệt. Nhưng đôi khi chúng ta quên mất đi những cái đẹp rất là đơn giản xung quanh chúng ta. Chúng ta quên đi một cái nhận thức về cái đẹp. Và là một người bán hàng thì thử hỏi người bán hàng giỏi thì phải như thế nào. Với trải nghiệm của tôi, ngoài cái chuyện bạn phải có cái năng lực hiểu rõ về sản phẩm, bạn phải hiểu rõ về lịch sử, về câu chuyện, bạn có cái khả năng kể lại những cái điều sâu sắc đằng sau sản phẩm với một sự thấu hiểu, thấu cảm chân dung mong muốn của cái người khách hàng mà mình sẽ bán. Qua đó ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu với các bạn cái câu chuyện đằng sau Grand Central. Và để các bạn nhận diện ra chân dung ai là những người mà các bạn sẽ tiếp cận, các bạn sẽ kể câu chuyện như thế nào để khơi dậy cảm xúc, để khơi dậy cái mong muốn được sở hữu một cái sản phẩm mà đầy giá trị thăng hoa. Và có lẽ câu chuyện tôi sẽ muốn kể với các bạn, chúng tôi gọi đó là một cái hành trình cảm hứng. Cái nguồn cảm hứng đầu tiên, chúng ta hãy đi tới một cái đất nước xa hơn nhưng mà lại rất gần, một cái đất nước đầy những câu chuyện và cũng rất gần với những cái câu chuyện mà chúng ta đang sống trong một không gian của Sài Gòn. Chúng ta trở về thế kỷ thứ 18, chúng ta trở về thế kỷ thứ 17 của một Paris hoa lệ, của một kinh đô ánh sáng, của một thiên đường ẩm thực, của một thủ đô thời trang. Và gom góp ở đó là những tinh hoa kiến trúc của những bộ óc, của những nhà văn, của những nhà âm nhạc, của những hội họa kiến trúc của một thời đại thăng hoa, Renaissance, phục hưng, lãng mạn của Pháp. Một cái thành phố được xem là một thành phố đẹp nhất thế giới, với Arc de Triomphe, Louvre, với Tháp Eiffel, với nhà thờ Đức Bà của Pháp. Thế thì câu chuyện Pháp nó lại có những gắn kết, những sợi dây gắn kết như thế nào với Sài Gòn của chúng ta? Có lẽ các bạn ít ai biết được là cái giai đoạn năm 1850, 1860, những người thiết kế giỏi nhất của bên Pháp về quy hoạch thành phố, về kiến trúc, về xây dựng đã có mặt tại đây, tại Sài Gòn. Những công trình lớn nhất của Sài Gòn, những công trình đẹp nhất của Sài Gòn là có bàn tay của những người nổi tiếng nhất của Pháp. Với cái quy hoạch mà quý vị sẽ thấy của Paris, lấy Notre Dame de Paris là trung tâm điểm, và với cái xoay từ đó các cái vòng tròn, các cái nhà hát, bảo tàng, bưu điện, sở thú, các cái cung điện xoay quanh cái tâm điểm này, các quận xung quanh cái dòng sông Seine của Cathedral de Paris. Và cũng như thế chúng ta có thành phố Sài Gòn, lấy nhà thờ Đức Bà, lấy bưu điện thành phố, ngày xưa nó gọi là sở dây thép Sài Gòn, làm trung tâm và là
xung quanh là những con đường đầy giá trị văn hóa, là nhà thờ đền Ba. Chúng ta có sở thú, chúng ta có ủy ban nhân dân thành phố, chúng ta có nhà hát thành phố, chúng ta có viện bảo tàng. Đó là cái quy hoạch mà đã có từ hơn 100 năm trước mà cho tới ngày hôm nay vẫn còn giá trị vượt tất cả thời gian. Chỉ có chúng ta, những con người trong cái thời đại bận rộn này, chưa quên đi nhận thức là cái giá trị đó. Và đó cũng chính là cái nguồn trăn trở khi công ty Hồng Hà sở hữu được một mảnh đất nằm trong một khu vực gọi là khu vực gì? Gọi là một khu vực di sản kiến trúc và văn hóa của Sài Gòn. Đây là một khu vực được định hình xung quanh những cái điều đó. Cái trăn trở là làm sao tiếp nối được, làm sao thăng hoa được cái giá trị. Mà có lẽ là cái nhiều này tôi nói, có nói là cái người nổi tiếng mà đã có những công trình của Pháp và nổi tiếng trên thế giới đã có mặt tại đây, đã làm một công trình tại đây, có lẽ các bạn chưa biết, nhưng nói tới tên công trình đó sẽ biết. Ví dụ tượng nữ thần tự do của Hoa Kỳ là một tác phẩm. Tác phẩm thứ hai mà nó là biểu tượng của Paris, biểu tượng của nước Pháp, mà ngày xưa mà khi Hitler mà thua trận ra khỏi Pháp trong Thế chiến thứ hai là đã ra lệnh là phải phá hủy, nhưng may thay là nó không bị phá hủy. Đó là Tháp Eiffel. Và ai là người làm ra hai công trình khổng lồ của thế giới đó? Gustav Eiffel. Và nếu quý vị truy lại lịch sử của Sài Gòn thì Gustav Eiffel làm cái gì ở Việt Nam? Bưu điện thành phố. Bưu điện trung tâm thành phố là tác phẩm đầu tiên vào năm 1860 của Gustav Eiffel. Đó là một câu chuyện rất là thú vị. Chính vì vậy, nếu các bạn muốn cảm nhận được được cái công trình của cái lịch sử Sài Gòn, các bạn bước vào trong bưu điện thành phố ngày hôm nay, bạn sẽ thấy có những cái cột bằng sắt đi theo cái đường cong và đi theo cái cấu trúc của Eiffel. Thì đó là một câu chuyện mà tôi cảm thấy hết sức là thú vị của cái giá trị và di sản kiến trúc của thành phố Sài Gòn. Thì với những cái giá trị đó, từ cái tâm điểm của cái mảnh đất mà công ty Hồng Hà có được, địa chỉ là gì? 196 202 Nam Kỳ Khởi Nghiệp. Có lẽ con số đó cũng dễ nhớ. Thì cái trăn trở đó cùng với những kiến trúc sư, cùng nhớ với những nhà quy hoạch hàng đầu của khu vực, làm thế nào để có được một sản phẩm mà phải nâng tầm lên thành một tác phẩm bất động sản để mà tôn tạo, để xứng đáng cho cái vị trí mà đang có trong một khu vực gọi là khu vực di sản kiến trúc của thành phố. Thì với cái tâm huyết đó, cái inspiration, cái cảm hứng đến từ đâu? Nó đến từ có một cái khu phố nghệ thuật, một khu phố nổi tiếng của Paris, cũng nằm ở trên cái bờ trái của dòng sông Seine, tên là Saint-Germain-des-Prés. Cái khu phố này là khu phố lui tới của những người nổi tiếng về trong giới nghệ thuật, trong giới văn chương, giống như là những nhà, nếu các bạn đọc văn chương mà cổ điển của Pháp thì là Honoré de Balzac, Victor Hugo. Có một cái thời đại lãng mạn của hai triết gia nổi tiếng của Pháp mà chúng ta ảnh hưởng cái thời kỳ mà cũng thời niên đại 1960, đó là Jean-Paul Sartre và Albert Camus. Những cái tên đó, nếu các bạn tìm lại trong triết học, tìm lại trong cái không gian cổ điển, các bạn sẽ thấy những cái tên đó. Và cái khu phố này nó có những quán cà phê, nó có cái trường dạy về nghệ thuật và mỹ thuật, nó có phòng triển lãm hội họa, là những nơi lui tới của những người nổi tiếng. Và
Eugène Delacroix là một họa sĩ nổi tiếng và có một cái phòng triển lãm ở trên cái khu phố này. Đây là cái nguồn cảm hứng về cái tính cổ điển, về cái tính câu chuyện mà thành phố Sài Gòn chúng ta có cái điều thừa hưởng, một cái phong cách. Và cũng là cái khu phố này cho đến ngày hôm nay, những người gọi là Hollywood star John Depp cũng đang sống trên khu vực này. Và đó là cái nguồn gợi hứng của Grand Central. The name is Grand Central. Grand là lớn, Central là trung tâm. Một cái tư duy lớn, một cái giá trị về văn hóa, về kiến trúc. Và đó là mong mỏi, và đó là cái tâm huyết, và đó là cái khát vọng của nhà đầu tư. Và với cái khát vọng của nhà đầu tư đó đã có những cái liên kết với những người thiết kế kiến trúc, thiết kế quy hoạch và thiết kế thương hiệu. Chúng tôi giống thực tiên đó là Hà Nội, Việt Nam và Hà Nội, Grand Central. Câu hỏi được đặt ra là nếu với một thiết kế sắp tới tôi sẽ trình bày chi tiết hơn, vậy thì ai sẽ là những người mà đem cái ý nghĩa này, đem cái câu chuyện này, đem cái khát vọng và những cái tác phẩm này đến với cái người tiêu dùng cuối cùng, đến với cái người khách hàng cuối cùng có thể tận hưởng. Bởi vì sao? Bởi vì trong thế giới chúng ta ngày hôm nay, chúng ta là sống vội, nghĩ nhanh, nhưng mà nó lại có một cái xu hướng khác là của Paris là gì? Là nó tranh luận giữa là sống chậm và sống nhanh. Thì tôi đang nghĩ là nghĩ nhanh nhưng mà tư duy chậm. Tư duy chậm là làm sao? Là những cái tư duy mang tính chiến lược, mang tính lớn, mang tính gọi là khơi dậy cảm xúc, nó không bao giờ nó đến một cách trong tĩnh tại. Những người sales với những chiến lược tiếp cận khách hàng, với những cái tư duy hiểu biết sản phẩm, không bao giờ có được trong phút chốc, mà là một sự khổ luyện, là một sự rèn giũa, là một sự gọi là quyết liệt. Tôi nghĩ các bạn sẽ đồng ý với tôi. Grand Central. Và vậy thì cái câu hỏi được đặt ra, cái Grand Central này nó sẽ có những giá trị nào mà để các bạn có thể cảm thụ được, để các bạn có thể quyết liệt được, có thể tin được vào nó. Nó sẽ có sáu giá trị. Tôi cũng báo luôn cho các bạn là sẽ có những phần thưởng đặc biệt cho những người nào nhớ được chi tiết của ngày hôm nay. Phần thưởng là tôi thấy là sẵn sàng của đó rồi, nhưng mà tôi không thể bật mí được phần thưởng đó là gì. Nhưng mà trong bóng tối, tôi đứng ở đây nhìn trong bóng tối, thì các bạn phải làm sao ghi chép vào giấy bút, vào bộ nhớ, vào gì đó mà để dành cho bằng được cái phần thưởng của ngày hôm nay. Và không phải chỉ có một, nó sẽ làm cho bạn ngạc nhiên. Vậy thì sáu cái giá trị dựa trên các cái giá trị bất động sản như thế nào? Một, vị trí. Hai, vô hình là văn hóa. Ba, kiến trúc. Bốn, phong cách. Năm, tính khan hiếm. Sáu, tính tài chính, tính đầu tư. Các bạn sẽ thấy có ba cặp phạm trù ở đây. Phạm trù thứ nhất là vị trí, là cái giá trị hữu hình, giá trị. Còn cái văn hóa là giá trị vô hình, kiến trúc là giá trị hữu hình, phong cách là giá trị vô hình, khan hiếm là giá trị vô hình, và đầu tư là giá trị tiền bạc và hữu hình. Tôi chỉ lời chỉ biết nhẹ trong sale và đừng vỗ tay. Cảm ơn bạn. Đó, như vậy cái năng lực về sales nó phải tính trên cái mà đặc biệt cái này chúng ta hơi khác những cái sales khác. Nếu các bạn bán những cái sản phẩm mang tính chức năng giá rẻ thì cái tính vô hình nó không lớn. Nhưng các bạn bán luxury item
thì cái value, cái giá trị vô hình, cái giá trị câu chuyện, cái giá trị cảm xúc, nó sẽ là cái giá trị tính bằng tiền, tính bằng tiền. À, cho nên các bạn chú ý, đó là cái giữa cái sự khác biệt mà tôi sẽ tiếp tục sẽ trò chuyện với các bạn về sự khác biệt của khi bán hàng cho người giàu có khác với bán hàng cho người trung lưu ở chỗ nào. Vậy thì tôi bắt đầu bằng cái giá trị của vị trí. Cái vị trí đầu tiên tôi gọi là vị trí tinh hoa hội tụ, nơi mà các tinh hoa hội tụ, nơi mà những cái điều đẹp đẽ như tôi trình bày ở trên, và tôi sẽ đi vào từng chi tiết để thấy rằng cái địa điểm 196202 năm kỳ khởi nghĩa này nó hội tụ những cái gì các bạn, nó có cái lợi ích gì. Thứ nhất, một phút cho mọi điểm đến, một phút, chỉ một phút đi bộ, chỉ một phút xe gắn máy hay là một phút xe hơi, các bạn sẽ tiếp cận được tất cả những cái dịch vụ mà một thành phố năng động, một thành phố thương mại, một thành phố kinh tế, và ở đó có những yếu tố về văn hóa mà chúng ta chưa khai thác. Đây là một danh sách khá là chi tiết, từ nhà hàng, cà phê, ăn uống, restaurant, cho tới văn phòng, cho tới trường học, cho tới hoạt động ngoài trời, giải trí, khách sạn, everything. Trong một phút, lẽ nhiên cái một phút đó là chưa tính kẹt xe. Tôi nghe có bạn nào nói một bước chứ không phải là một phút. Bên cạnh cái tiện lợi về mặt khoảng cách, nó có cái tiện lợi, có một cái giá trị về mặt tinh thần, cái này là cái đặc biệt. Tôi gọi nó là con đường thịnh vượng, gọi là con đường thịnh vượng. Có con đường thịnh vượng là thế nào, là con đường thịnh vượng? Con đường thịnh vượng, tôi đang nghĩ như này nè, từ sân bay cho tới trung tâm The Finance Center, tất cả những nhà ngoại giao, những nhà chính trị, những nhà kinh doanh, kinh tế từ khắp nơi trên thế giới tụ về thành phố Hồ Chí Minh đều phải đi qua con đường này, đều phải đi qua đó một chút đường. Sau này không biết con đường nào khác không, nhưng mà cho tới giờ nó có con đường này. Cái trục đường vô cùng quan trọng, huyết mạch của sân bay rồi. Như vậy ai cũng sẽ đi qua cái đường này hết đó. Wow, this is it. Con đường, một trong những con đường có cái giá trị tài sản đắt giá. Và nếu là quý vị thì có lẽ là kể cả tôi ước mơ như thế nào có được cái căn hộ cao cấp ở đây. Con đường kết nối với những con đường đắt giá bậc nhất Sài Gòn như Điện Biên Phủ, Lê Duẩn, Nguyễn Du, Lê Lợi. Còn cái này có thể các bạn chưa để ý, thế đất của quận 3 là một thế đất cao và không bao giờ ngập lụt. Một ngập lụt, năm ngập lụt, chín ngập lụt, nhưng ba là không. Đó là một điểm, khá đặc biệt, đó là một thế đất cao. Cho nên làm việc ở quận 1 nhưng mà ở quận 3 là phải làm. Ai đó có căn nhà, có căn hộ của ta thì đã nói họ là ai. Có một cái ý nữa liên quan tới phong thủy, cái ba con đường Nam Kỳ khởi nghĩa, Pastor và Phạm Ngọc Thạch đang tạo ra một cái thế thủ vương. Nếu ai đó giỏi về phong thủy chắc có thể nhận ra điều này. Thì đây là cái ý mà các bạn có thể khai thác, chia sẻ và trình bày ở những cái người tìm cái thế đất để mà vươn lên.
Đây là nơi mà có thể trong một cái khoảng cách 1 phút cho tới 5 phút, các bạn có thể đến tòa lãnh sự Hoa Kỳ, Nhật Bản, Đức, Pháp, Ý, Anh trong một cái khoảng cách vô cùng ngắn. Nếu các bạn muốn giao lưu, hoặc là đó cũng chính là những cái khách hàng, họ cũng chính là những khách hàng tương lai tiềm năng, hoặc là thuê ở cái khu Grand Central của chúng ta. Một cái di sản khác mà càng ngày nó càng trở nên hiếm hoi, đó là cái khoảng không gian xanh được phủ bằng cây xanh. Hơn 100 năm qua, những tấm ảnh mà đã được chọn, và ngày hôm nay chúng ta còn được một số khoản mà lẽ dĩ nhiên năm kỳ khởi nghĩa là một trong những con đường còn được những cái tán cây như vậy. Giá trị số này, giá trị vô hình, giá trị phi vật thể là giá trị di sản văn hóa. Cũng như hồi nãy tôi nói, nếu các bạn muốn là cái người bán ở cái sản phẩm này, các bạn nên đến từng cái điểm, đi vào trong các bạn phải kinh nghiệm, các bạn phải nhìn thấy ở trên, nhìn thấy ở xung quanh, nhìn thấy ở dưới, như các bạn đang có mặt trong một đây. Cái khách sạn này nó được xây sau này thì có hơn mấy chục năm qua, nhưng trong một tinh thần của cái di sản kiến trúc, và tôi chắc chắn đây sẽ trở thành một cái điểm của cái di sản kiến trúc của thành phố. Thế thì các bạn nên đến vào, bước vào nhà thành phố, bước vào bưu điện thành phố, bước vào nhà thờ Đức Bà. Bây giờ thì chưa bước vào được tại vì nó đang trùng tu rất là lớn, nhưng mà để cảm thụ, và chúng ta có thời gian. Cái lúc mà các bạn thay vì nghĩ nhanh và bước qua tư duy chậm, thì đây là những lúc các bạn phải dành tí thời gian để tư duy phương thức tiếp cận, phương thức chiếu được. Cần mực thì đen, cần đèn thì sáng, cổ nhân đã nói. Có lẽ trong cái văn hóa Việt Nam, chúng ta đều mong mỏi, chúng ta đều yêu quý những cái nơi nào đó, những căn nhà nào đó ngay gần trường học. Một buổi chiều, một buổi sáng nhìn các bé, các em tiếu tít, thì có lẽ đó là cái cảm xúc nó là một niềm hạnh phúc để nhìn cái thế hệ tiếp nối. Giống như ngày hôm nay, cái cảm xúc thật sự của tôi khi được nói chuyện với các bạn, đặc biệt là các bạn trẻ ngồi ở phía sau, thì đó là cái động lực, và nó sẽ trở thành động lực của các bạn, và đó là trở thành động lực của cái người cư dân của Grand Central. Thì chúng ta đang có 100 năm của Marie Curie là đối diện Grand Central, ngay khoảng vài chục bước cách đó là 125 năm của Lê Quý Đôn. Thì tôi nói con số 125 năm, nghe cái lòng mình có thể là sẽ trùng xuống, mình hỏi là cái thế hệ trước đó họ như thế nào. Hơn 100 cái phòng triển lãm tranh xoay xung quanh khu vực của Nhất và của Ba. Để nó nói lên cái yếu tố mỹ thuật, nó nói lên cái yếu tố nghệ thuật mà cái người đến với Grand Central sẽ được hưởng thụ. Và trong mỗi thâm tâm của người Sài Gòn, khi nó bạn ở đâu, tôi ở hay là văn phòng tôi ở Nam Kỳ Khởi Nghĩa của Ba, thì nó đã là một cái yếu tố mà nó mang tính high end, nó mang tính luxury, nó mang tính cao cấp trong lòng người Sài Gòn. Nó là một con đường sang trọng. Thì hai cái yếu tố vị trí và yếu tố văn hóa này là hai yếu tố tối thượng của cái giá trị bất động sản mà Grand Central đang nằm trong cái khu vực. Đó là các bạn nhớ chúng tôi hai yếu tố đó. Bước qua cái nhóm số 3
central thì là giá trị kiến trúc, giá trị tinh hoa của kiến trúc. Với cái giá trị kiến trúc này thì ai sẽ là người chuyển tải các cái câu chuyện của lịch sử, ai sẽ là người chuyển tải các cái văn hóa của thời kỳ Pháp, của châu Âu thế kỷ thứ 17-18, và họ sẽ chuyển tải như thế nào? Có lẽ tôi không dám là một chuyên gia của cái nhóm này, cho nên tôi sẽ phải được mời đơn vị mà phụ trách phần quy hoạch thiết kế tập đoàn hàng đầu Singapore là Subana Jurong. Và đây là một tập đoàn chuyên về tư vấn các giải pháp về quy hoạch đô thị, về xây dựng, về kiến trúc. Và hiện nay là có khoảng 50 dự án đã và đang có 50 dự án tại Việt Nam. Và có lẽ để mà tư duy cái văn hóa đó và làm sao biến được những hình ảnh, những cái khái niệm vô hình của cái di sản văn hóa đó biến thành một căn nhà, biến thành một khu vườn, biến thành một cái cổng, biến thành một cái con đường. Thì tôi xin mời ông Dan Levin là kiến trúc sư đại diện cho Subana. I would like to invite Mr. Dan Levin, representing Subana, to come and explain to the audience.